Liên quan đến bệnh nhân COVID-19 số 237 quốc tịch Thụy Điển có lịch trình di chuyển nhiều địa điểm tại Ninh Bình, Hà Nội và gặp nhiều người, đến nay đã có 455 người có liên quan được ngành y tế kiểm soát. Thông tin từ hội nghị trực tuyến của Bộ Y tế với 27 tỉnh có bệnh nhân mắc COVID-19 diễn ra sáng ngày 4 tháng 4. Ngay sau khi có thông tin về ca mắc COVID-19 số 237, Hà Nội đã tiến hành rà soát và lấy mẫu xét nghiệm. Trong đó, 101 người tiếp xúc gần, riêng nhân viên y tế là 89 người đã được lấy mẫu xét nghiệm. Số còn lại được yêu cầu cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà. Tiến hành khử khuẩn, xử lý môi trường và cách ly một số khoa phòng tại Bệnh viện Việt Pháp, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương. Các đại biểu cũng thảo luận về các biện pháp tránh tình trạng dịch xâm nhập vào các bệnh viện và khi xâm nhập thì xử lý thế nào. Triển khai ngay việc điều tra dịch tễ đối với ca bệnh này để xem cái tiền sử tiếp xúc với các đơn vị ở trong bệnh viện như thế nào, tiếp xúc với những người nào. Vận dụng tất cả các phương tiện hiện có từ camera của bệnh viện cho đến khai thác tiền sử tiếp xúc của người bệnh. Và ra quyết định xem là chúng ta có cách ly một đơn vị, hai đơn vị trong bệnh viện hay là chúng ta cách ly toàn bệnh viện. Các biện pháp để kiểm soát dịch trong cộng đồng cũng được các chuyên gia phân tích. Hiện nay, chủ yếu xét nghiệm các đối tượng nhập cảnh và nghi nhiễm. Việc test nhanh tại Hà Nội cũng đang thực hiện với các trường hợp có liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai. Vì vậy, các địa phương có số ca nhiễm COVID-19 cao cần thực hiện thêm các biện pháp khác. Tập trung ngay là làm những cái trường hợp ở cộng đồng. Và trường hợp ở cộng đồng đây có hai cách làm. Cách thứ nhất là tất cả những ca sốt, ho ở cộng đồng, người ta vào phòng khám, kể cả phòng khám tư nhân và phòng khám công, và chúng ta cho làm về cái nguyên nhân của SARS-CoV-2 này. Chúng ta làm một cái điều tra cắt ngang một số địa phương lớn, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng có nguy cơ, làm xong một vài phường xem rằng là có không. Về đề xuất của Sở Y tế Hà Nội chỉ xét nghiệm PCR một lần với những người cách ly tập trung và sau đó tiếp tục cách ly 14 ngày tại nhà. Các chuyên gia khẳng định việc xét nghiệm lần hai là cần thiết vì có những trường hợp phải sau 7 ngày, nồng độ virus mới đủ để xác định.